Xuất Ai Cập Ký, chương 33 Sau đó Chúa phán dạy môi xe rằng Con và dân sự, con đã đem ra khỏi Ai Cập Hãy giải bỏ chỗ này và đi lên xứ ta đã hứa ban cho Abraham, Isaac và Jacob Khi ta thề với họ, ta sẽ ban xứ này cho dòng dõi các con Ta sẽ sai một thiên sứ đi trước dẫn đường cho con Và ta sẽ đuổi các dân Canaan, Amorit, Hethit Pheresit, Hevit và Zebusit đi các ngươi sẽ vào xứ tràn đầy sữa và mật ong, nhưng ta sẽ không đi với các ngươi, vì các ngươi là một dân cứng cổ và ta có thể tiêu diệt các ngươi dọc đường. Khi nghe tin dữ này, dân chúng đều khóc than như có tang chết và không một người nào đeo đồ trang sức, vì Chúa có phán bảo môi xe nói với dân Israel, các ngươi là một dân cứng cổ, nếu ta đi với các ngươi, dù chỉ trong một thời gian ngắn, ta có thể tiêu diệt các ngươi bây giờ hãy táo hết đồ trang sức đợi xem ta sẽ quyết định làm gì cho các ngươi vậy ngay từ khi rời khỏi núi hô rếp dân israel táo hết mọi đồ trang sức trại hội kiến lúc đó môi xe đem cái nều thánh ra đựng bên ngoài doanh trại một khoảng xa và gọi lều ấy là trại hội kiến ai muốn cầu hỏi ý chúa đều đến điều này ở bên ngoài doanh trại mỗi khi môi xe đi ra lều toàn dân đều đứng lên và đứng ở trước cửa trại của họ nhìn theo môi xe cho đến khi ông vào lều vừa và khi ông vào lều trụ mây hạ xuống và dừng trước cửa trong khi chúa trò chuyện với môi xe khi thấy trụ mây dừng ở cửa lều ai lấy đều đứng lên ở cửa trại mình rồi cúi sấp mình xuống mà thờ phượng chúa đối diện với Môi Xe như một người nói chuyện với bạn mình. Sau đó Môi Xe trở về doanh trại. Nhưng thanh niên phụ ta ông là Dô con trai nun, không rời khỏi nều. Môi Xe và Vinh Quang của Chúa Môi Xe thưa với Chúa. Chúa có bỏ con lãnh đạo dân này. Nhưng Chúa không cho con biết Chúa sẽ sai ai đi với con. Chúa cũng đã phán. Ta biết đích danh con và con làm vui lòng Chúa. Nếu con làm Chúa vui lòng, xin dạy con đường lối Chúa để con viết Chúa và tiếp tục nhận được các đặc ân của Chúa. Xin Chúa nhớ dân này là dân của Chúa. Chúa đáp, chính ta đi với con và sẽ cho con được an nghỉ. Môi xe thưa, nếu chính Chúa không đi với chúng con, xin đừng sai chúng con đi lên khỏi đây. Làm sao người ta biết được rằng con và dân này được Chúa vui lòng? Nếu Chúa không đi với chúng con, việc Chúa đi với chúng con sẽ phân biệt con và dân Chúa và tất cả các dân tộc khác trên mặt đất. Chúa phán với môi xe, ta sẽ làm mọi điều con cầu xin, vì con làm ta vui lòng, vì ta biết đích danh con. Lúc ấy môi xe thưa, xin cho con được nhìn xem vinh quang Chúa. Chúa đáp, ta sẽ phát hiện đức nhân ái ta trước mặt con ta sẽ tuyên bố danh ta là chúa trước mặt con ta bày tỏ lòng từ ái với ai ta muốn từ ái ta thi thố lòng thương xót với ai ta muốn thương xót nhưng con không thể thấy diện mạo ta vì không ai thấy mặt ta mà còn sống rồi chúa phán tiếp kìa là tảng đá bên cạnh ta con hãy đứng nơi đó khi vinh quang ta đi ngang qua ta sẽ đặt con vào khe đá và lấy tay che con đến khi ta qua khỏi lúc ấy ta sẽ rút tay lại và con sẽ thấy sau lưng ta chứ không thấy được mặt ta